Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua một ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chào và lời chúc tới tất cả toàn thể Mạnh Thường Quân và tất cả các khán giả đang theo dõi trên kênh Bản Em trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng Bản Em. Hôm nay thì cháu Lực tiếp tục lại đi xuống nhà em Quân. Cô bác, hôm nọ thì có một cái sự việc mà nó xảy ra ở trên cái kênh của cháu Lực, cho nên là hôm nay cháu muốn đi xuống nhà em Quân và xác thực lại thêm một lần nữa cô bác. Có thể là có một số cô bác sẽ theo dõi sau thì sẽ không có biết là tại sao mà cháu Lực lại đi giả ngân hàng cho em Quân, không có cái sổ gì ấy, cô bác. Thì cái video hôm trước thì cháu Lực bị bên YouTube đã bị xóa cái video đã đi rồi. Hôm nay cháu Lực xuống lại nhà em Quân và thứ nhất là đi xuống thăm gia đình của em Quân luôn, và thứ hai thì muốn là chia sẻ cái cuốn sổ đấy lên cho tất cả cô bác anh chị là cũng biết là em Quân đã xác thực rằng là nợ khoản ngân hàng thêm 50 triệu đúng không các bác nhé. Hôm nay thì cháu xuống thì cháu có trích tiền của em Quân ra để mua cho em ấy một cân thịt lợn đúng không các bác, để một tí nữa thì để cho ba ông cháu là nấu cơm ăn cơm trưa đúng không các bác. Hôm nay thì đi xuống thì chắc là đi xuống sớm ấy các bác. Thì ở nhà em Quân chắc là cũng chỉ đi lấy cỏ hay là đi lấy củi gì đấy thôi. Trong thời gian này thì nhà em Quân đã gặt lúa mọi cái thì xong hết rồi các bác. Còn cái vấn đề mà làm nhà của em Sử ấy các bác, thì hôm nọ thì cũng có một cái sự việc mà xảy ra. Có một chú mà say rượu đấy. Thì cái đất mà nhà em Sử để lấy xe đi vào các bác, thì chú bảo là đất của nhà chú thì chú bảo không cho chở vật liệu đi vào, nhưng mà lúc đấy thì chú ấy say rượu thì chắc là chú ấy không có suy nghĩ kỹ trước khi nói cả các bác. Thì hôm qua cháu Lực đã đi gặp chú và nói chuyện với chú rồi, thì cháu Lực cũng chưa có đề cập tới vấn đề rằng là tại sao chú không cho lấy vật liệu đi vào ấy. Thì cũng chỉ đi vào nói chuyện với chú thì cũng cảm thấy là chú cũng dễ gần thôi các bác. Chắc có khi là chú uống rượu say vào, đánh giá là chú ý bức xúc cái gì đấy, đánh giá là chú ý nói. Thế một phần thì cũng là chắc là do là bà con ở trên này nghe tin là nhà Sử chuẩn bị lấy vật liệu vào ấy, thành ra là cũng hơi tạo cái khó khăn cho em Sử một chút đấy cô bác.
Thì cháu Lực cũng mong rằng là trong thời gian tới thì sẽ nắng cho cháu Lực thêm một thời gian nữa để mọi cái công việc nó suôn sẻ nhất thôi các bác. Thì bây giờ thì chỉ có là phụ thuộc vào thời tiết thôi. Nếu mà thời tiết mà cứ mưa mà kéo dài thì vật liệu thì cũng khó là lấy vào. Thứ nhất là đường rồi, và thứ hai thì nếu mà lấy vào những xi măng các bác nó bị dính những cơn mưa thì thành ra là nó bị hỏng. Thành ra là không có dám lấy vào được. Hồi nào mới lên mà cái cánh đồng ngô này cô bác này mới trồng thôi mà bây giờ nó đã ra bắp ra quả rồi. Cháu Lực nhìn thấy là cách bà con ở trên này trồng cô bác có thể là trái mùa hay là như nào đấy cô bác. Cái bắp nó rất là nhỏ này. Ngô này thì chắc là ngô nếp ấy. Một lần là cháu Lực đi xuống thì nếu mà gặp người ta bán thịt lợn nữa các bác thì cháu Lực mua lên cho các em là 1-2 cân luôn. Hay nhìn từ xa xa đã thấy bóng dáng của người bà đang cận cự là làm những công việc ở ngoài nhà rồi cô bác. Cái chỗ mà trồng ngô này cô bác này, chỗ này thì là chỗ của nhà em Quân hay sao ấy. Chỗ nhà em Quân thì có một chút ruộng ở đây nữa. Hôm qua là chắc là em Quân cùng với ông là phát ra xung quanh nhà này cô bác này để cho nó rộng rãi một chút. Đằng sau nhà này chắc là chú phát thôi hôm qua ấy. Ở đây thì đằng sau nhà chú. Hình như mới bước vào được cô bác thì đã nhìn thấy có hai cái ngôi mộ mà ở đây rồi. Ngôi mộ của người bố thì bây giờ chắc độ tầm hơn một tháng rồi, còn cái ngôi mộ của người mẹ thì bên trong cô bác thì không có cái xác đâu, chỉ gọi là mình làm một cái lễ như vậy thôi. Ui cái này thì bị đục rồi. Thời tiết chiều nay thì có vẻ là rất là nắng đấy. Quân về đâu em hò? Quân về đâu lẻ? Ồ, bắp bê pha. Ồ. Ồ. Quân thì vừa rồi bà bảo là đi ra ruộng ra đồng để em ấy làm với cô bác nhưng mà không biết là đi làm cái gì. Bà ở đây tốt, hò đây tốt thì tốt được bà. Và làm sao Quân được bác nhỉ? Thế bây giờ thì cháu Lực sẽ đi sang bên kia để xem là em Quân đang làm ruộng ở bên đấy cô bác. Thế bà thì chắc là vừa mới cho lợn ăn đấy cô bác. Cháu Lực còn nhìn thấy xô cám lợn là để ở ngoài kia. Như chuồng lợn nhà em Quân thì có một cái chuồng mà cũng bé bé tí thôi. Ở trong này thì có được 2 ngăn mà nhà em Quân chỉ có nuôi là một con thôi. Xung quanh hàng xóm của nhà em Quân thì bây giờ người ta cũng đã thu hoạch hết ruộng rồi. Hả? Em Quân thì đang bảo là về rồi các bác, cho nên là cháu Lực sẽ không có đi ra bên kia nữa. Không biết là em đi ra bên kia để em mới làm gì thì một tí nữa cháu Lực đợi em mới về đến đây thì rồi thì cháu Lực sẽ hỏi sau các bác ạ. Sau đi tận đâu để lấy về đấy? Đi ra bên kia.
Đi ra kia làm gì ấy? Em ra bên kia phơi dơm mà. Phơi dơm mà. Ờ. Anh chào Quân nhé. Ờ, em chào anh ạ. Chào Quân, xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Mấy hôm nay thì Quân ở nhà làm gì em? Hôm qua thì em ra giúp nhà bác gạt ạ. Nhà bác gạt à? Nhà bác gạt tận đâu? Tít dưới kia. Tít dưới kia, đã gạt hết chưa thế? Gạt hết rồi. Hôm nay chỉ đi tuốt thôi. Hôm nay chỉ đi tuốt thôi đúng không? Vâng. Thế hôm nay em có đi hộ không? Sáng nay em cũng định đi rồi thì ông bà bảo là cho ra bên kia phơi rơm xong rồi vác rơm đã. Vác rơm à? Vâng, sợ trời mưa. Thế là chiều nay là vác rơm à? Vâng ạ. Chiều nay là vác rơm là vác về đúng không? Vâng. Thế bây giờ đi về đi. Vâng. Hiếu thì đi học rồi chứ? Vâng. Ông thì đi đâu rồi? Ông thì đi lấy cỏ chưa về đâu. Ông đi lấy cỏ mới chưa về á? Vâng. À, ông thì chắc là cũng vừa mới về này có bác này. À, ngồi trên này luôn. Nhà Quân thì có một con bò ở đây đúng không? Vâng. Con này là con bò sắp đẻ đúng không? Vâng. Con bò này thì là Quân nuôi nhờ nhà người ta có bác. Hôm nay thì có vẻ là thời tiết khá là nắng các bác này. À, nắng như này thì nắng độ tầm 2-3 hôm thì đường nó sẽ rất là khô rồi. Bà thì đang đun nước rồi à? Là chuẩn bị nấu cơm đúng không? Hay vừa rồi thì anh cũng mua một ít thịt lên nhé. Cho một tí mấy ông cháu để nấu cơm ăn nhé. À. Trong nhà thì đun cái bếp củi trong nhà các bác đun lên rất là khói luôn này. Đây đun cứ thế này đun một thời gian nữa thì sẽ hầu như là đen hết cả nhà luôn, đen như cái tấm pro này lên hết luôn. Thầy bảo bà là đun ở nhà thì phải đun cẩn thận nhá. Thổ văn thổ díu bị tóc thử bé bà nữa nè. Phải chiếc mai chứ. Bà thì đi, bà thì đưa bé Hiếu đi học là đến tận 8 giờ thì mới lại về đến nhà không á. Về đến nhà thì cũng chỉ có làm được những cái công việc ở nhà thôi, đi cho bò ăn này, xong rồi cho gà, cho lợn ăn thôi các bác. Nhà Quân thì chỉ gọi là có mỗi con vật là có một con, có đến 2 con đúng không? Gà thì có nhiều không? Gà không có ít hả? Gà thì có ít à? Vâng. Trong lọ thì cháu được đi xuống của nhà em Quân các bác thì có ghi hình cái khoản cái sổ ngân hàng của em ấy thì thành ra là gọi là ghi cận cảnh quá các bác, thì có những con dấu đỏ ấy thì nó đã có thể là vi phạm ở bên cái chính sách của YouTube ấy, thành ra là người ta xóa cái video của cháu rồi, cho nên là hôm nay cháu được thì muốn ghi hình lại một chút cái cuốn sổ ngân hàng cô bác, cuốn sổ ngân hàng cho cô bác anh chị là cùng biết, tại vì là cái thước phim hôm trước thì nó đã bị xóa đi rồi cô bác, thì bây giờ nếu mà ngày mai ngày kia cháu được tiến hành đi vào mà giả cái phần khoản ngân hàng cho em Quân thì cô bác có cô bác muốn là xem cái thước phim mà đúng cái quyển sổ đấy không ấy, thì cô bác có quyển sổ đấy không ấy, thì sợ cô bác là không có tìm thấy thành ra là lại trách cháu được, cho nên là hôm nay cháu được muốn đi xuống và xem lại cần phần sổ ngân hàng một chút nữa cô bác. Sổ ngân hàng thì còn cầm ở đấy không? Có. Còn cầm ở đấy đúng không? Vâng. Cho anh mượn thêm một chút đấy. Vâng. Ở trên tay thì cháu Lực thì đang cầm một quyển sổ ngân hàng của nhà em Quân của cô bác này. Hôm nọ thì cháu Lực dở vào bên trong đấy thì có một hai cái dấu đỏ đấy cô bác. Thành ra là nó đã bị vi phạm cái danh sách của trên YouTube rồi, thành ra là người ta xóa cái thước phim của cháu Lực đi rồi, và bây giờ cháu Lực cùng cho cô bác anh chị là cùng xem cái khoản nợ mà ngân hàng đấy là có số 50 triệu thôi cô bác nhé. Đây thì bây giờ là cái quyền sổ đấy thì nợ ấy, thì là phần trên của cô bác này, số 20 triệu thì là giả trước rồi, và bây giờ còn là 50 triệu đấy, 50 triệu này thì hàng tháng trước bố em Quân thì vẫn đóng lái đều đặn thôi cô bác, nhưng mà do là không may là bố Quân cũng bị một căn bệnh mà rất là nặng rồi và đã ra đi mãi mãi rồi. Còn bây giờ khoản ngân hàng ấy thì để lại cho em Quân với lại ông bà gánh vác thôi. Bây giờ thì
nhầm quân với lại ông bà thì hầu như là ai cũng không phải là người mà đủ sức khỏe để mà lao động là nhiều đâu các bác. Nên để mà gánh cái khoản ngân hàng đấy thì cũng rất là nặng trên những cái đôi vai của em Quân với lại ông bà. Thì cháu Lực cũng được là tất cả các cô chú anh chị ở Mạnh Thường Quân có gửi những tấm lòng vàng cho cháu Lực để cho cháu Lực xây dựng cho em Quân vào một cái quý. Và cái số tiền hiện tại cháu cầm thì đã đủ để trả khoản cái ngân hàng của em Quân rồi. Cho nên là trong thời gian tới thì cháu Lực sẽ cùng em Quân là sẽ đi giả về cái khoản ngân hàng đấy trước. Hôm nọ thì anh trưởng thôn nói với hai anh em mình là ngày mùng 9 nhỉ? Ngày 19. Ngày 19 là người ta lên đúng không? Vâng. Ngày 19 thì bên ngân hàng chính sách ở dưới huyện người ta sẽ lên xá. Thì hôm đấy cháu Lực sẽ cùng em Quân là đi giả của bác. Quân thì anh cất quyển sổ đi thế nhá. Vâng. Hôm nay thì cũng là ngày 17 rồi. Ngày mai, ngày 18, ngày kia, ngày 19 thì lên ngày kia cháu Lực đi. Có thể là cháu Lực đăng ghi hình là ngày mùng 9 nhưng mà cháu Lực đăng tải lên là ngày 20 cô bác. Tại vì cháu Lực đăng tải lên là chậm một hôm ấy. Thì rất là mong cô bác anh chị sẽ hiểu cho cháu Lực vì cái điều này cô bác. Thế hôm nọ thì anh cũng xuống xem một lần rồi đúng không? Vâng. Nhưng mà do là anh quay phải những cái dấu đỏ ở bên xá đống ấy. Thành ra là nó bị bên YouTube người ta xóa mất cái video của anh đi rồi. Thành ra là hôm nay anh muốn là đi xuống đây để xem lại cái phần khoản với cái phần sổ ngân hàng của em. Đấy. Còn về cái thông tin có chính xác hay không ấy thì trong thời gian qua thì cháu Lực cũng đã xác nhận là đúng là như vậy rồi các bác. Thế thì trong thời gian đến ngày mùng 9 ấy, thì cháu Lực sẽ tiến hành là cùng em Quân là đi vào. Thế bây giờ thì ngồi uống nước với lại em Quân một chút thì xem là em Quân có công việc gì để em ấy làm không. Một tí thì có đi làm gì không? Em nấu cơm xong thì đợi dương khô xong ông đi buộc, em vác về thôi. Ông đi buộc là em vác về à? Vâng. Ủa thế là bây giờ cũng chuẩn bị nấu cơm đúng không? Vâng. Đấy, vừa rồi thì anh cũng mua thức ăn lên một chút đấy. Bây giờ thì em có thể là đi nấu cơm nhá. Vâng. Đấy, nồi cơm điện, cắm nồi cơm điện xong là lên đây chỉ cần xào thức ăn là được đúng không? Vâng. Ở nhà thì có trồng rau gì không? Rau không. Em trên kia trồng chỗ bác một ít hả? Trồng chỗ bác à? Vâng. Thế là mỗi lần mà đi ăn thì lên trên nhà bác để lấy về à? Vâng. Bây giờ thì xem mua này trồng được cái rau gì ấy thì bảo anh đi mua giống cho. Xong là trồng, đào cuốc đất ra để trồng thôi. Vâng. Đấy. Cái nước này mình lấy ở đâu về hả Quân? Em lấy trên kia đi ạ. Sao? Ở trên đầu đường trên kia. Vâng ạ, chú bọn anh xuống ấy. Mới về đây làm nên là không biết. Đây trồng rau ở đâu? Em trồng trên kia đó. Chỉ nữa mình đi lấy rau nhỉ? Vâng ạ. Nang dù. Ừ. Sao mình không trồng rau ở đây? Không ạ. Không có giống à? Không ạ. Trồng ở đây con gà ăn. Giờ này là mình đi xin về hay là của nhà mình trồng đây? Không ạ, mình đi xin nữa. Mình lấy một ít của nhà bác thì bác cũng không nói được. Sắp hết rồi nhỉ? Đó. Lá vàng hết rồi. Các cái cây cải này nó còi đấy nhỉ? Em cũng không biết ạ. Vì nhà bác. Ừ.
Như bây giờ em ở nhà là em toàn ở một mình à? Vâng ạ, ở nhà với ông bà thôi. Giờ cũng còn nhỏ quá, không biết làm gì kiếm ra tiền. Vâng. Ở nhà phụ giúp bố ông bà thôi. Vâng. Sau này lớn lên có ý định tương lai sẽ làm gì không? Có, nếu mà ông bà vẫn còn khỏe thì em sẽ ra chỗ nào hỏi, nếu làm được tiền thì em ra làm. Bây giờ cũng còn nhỏ quá thì ở nhà với ông bà. À. Nữa lớn lớn tí ông bà vẫn còn khỏe thì xin xem giấy huyện hay là ở đâu thôi. À. Làm gần gần nhà thôi. Dạ. Đi lại nó dễ. À. Giờ xuống thành phố thì việc thì có đấy, nhưng mà sợ người ta lại lừa lọc các thứ. À. Nhà ở đây view cực đẹp luôn. Rồi. Chính ra trong xóm này cũng đông người đấy chứ nhỉ? Vâng ạ. Anh muốn hỏi một tí để biết thêm về em thì em đừng buồn nhé. Vâng. Bố mẹ của em mất lâu chưa? Cũng mất được chắc được 2 tháng rồi. Được 2 tháng rồi. Vâng. Bố mẹ mất buồn không? Em có. Bố mẹ mất chắc chắn là buồn. Vâng. Mẹ em thì bỏ đi từ sớm rồi. Còn bố thì vẫn sống nhưng mà bỏ đi đâu hay là bỏ điều gì? Cũng bỏ đi chỗ khác à? Ừ, bỏ ra nước ngoài xong là lên nước ngoài thì cũng uống thuốc chết. Mẹ thế, em thế như kiểu mộ phần ở dưới này là mẹ em ở trong là chỉ có làm thế rồi à? Vâng ạ, ở trong thì lấy một bó rơm để làm thành một con người với để vào trong hòm để cái đấy gọi là gọi hồn mà đấy đấy nhỉ. Nếu mà em không làm thì mai sau sự nếu mà mai sau ví dụ như em cũng không còn thì em đi không có bố mẹ thì mình phải làm xong là mình làm cái gì nó cũng thuận tiện hơn. Kiểu sau này hay ốm đau bệnh tật ấy. Vâng. Bé Hiếu bao nhiêu tuổi rồi? Bé thì 3 tuổi. 3 tuổi. Quê của anh ở đâu ấy? Anh cũng ở Xín Mần đây mà, nhưng mà ở xã khác. Vâng. Anh ở ngay gần dưới huyện kia thôi. À, vâng. Trước anh cũng đi làm với Lực rồi, nhưng mà tại vì trước là mấy người lại đi một chỗ. Vâng. Bây giờ mới lại quay về với nhau để làm cùng nhau. Vâng. Không biết em biết tên của anh chưa? Em chưa. Anh tên Hiệu nhé. Vâng.
nay về khoản nợ nần của em thì bây giờ có các cô các bác giúp rồi nhỉ? Vâng ạ. Giờ cũng nếu mà hôm 19 là đi nộp rồi. Vâng. Lúc đấy nó cũng đỡ được phần nào. Vâng. Em cũng nghe tin là anh Lực bảo là đủ tiền để giả thì em cũng rất vui khi được cô bác. Người như em bây giờ bảo đi ra ngoài kiếm 50 triệu thì bây giờ kiếm ở đâu ra 50 triệu? Vâng. Cái này có khi lãi còn chưa đóng tháng nào đấy nhỉ? Vâng. Thì trước giờ đóng lãi tháng nào chưa? Từ lúc bố còn sống thì bố đóng, xong là bố mất xong là họ chưa cho đóng. Lúc nào đủ 18 xong họ mới góp lại xong là mới thu. Chưa đủ 18 thì không thể đứng tên gia đình được thì... À. Sống cũng khó khăn vất vả trên này. Vâng. Em là bỏ học từ năm lớp mấy? Em bỏ từ lớp 5 ạ. Lớp 5 đã không đi học rồi à? Vâng ạ. Học hết lớp 5 không? Có, học hết lớp 5 xong em bỏ. Em... Bố cũng vất vả thì em bỏ ra phụ bố. Lúc bố còn sống là đã bỏ rồi à? Vâng. Bố mất xong không cảm ạ. thấy mới bỏ. Lúc bố sống em đã bỏ rồi. Cùng em cùng bố ra phụ. Lúc bố sống em cũng được cùng bố xuống dưới thành phố lớn kia làm. À, cũng được xuống thành phố rồi. Vâng ạ. Lúc đấy là tầm bao nhiêu tuổi nhớ không? Lúc đấy em tầm 12 tuổi sao. Thế còn mẹ thì từ lúc sinh ra có được gặp mẹ không? Không, em không. Không biết mặt mẹ à? Không ạ. Từ lúc mẹ bỏ đi, ông bà nói bảo là bỏ em từ lúc em 40 ngày. 40 ngày tuổi? Vâng. À. Như thế là cũng kiểu không biết mặt bố mẹ, chỉ nghe qua ông bà kể thôi nhỉ? Vâng. Hồi còn nhỏ cũng được đi nhà bà ngoại, xong là bà ngoại lấy ảnh cho, xong về nhà xong lại đi đâu cũng không biết nữa. Giờ không thấy ảnh nữa? Không. Phải giữ cẩn thận chứ. Lúc đấy bố hay bà đi đâu cũng không biết nữa. Ừ. Hôm nay thì mua thức ăn xuống em Quân với lại bà của bác. Thì em Quân có bảo là ở lại ăn cơm, thì hôm nay cho Lực xé cùng với bạn Hiệu là ở lại ăn cơm cùng với em Quân một bữa luôn. Từ trước đến giờ thì hình như là cháu Lực chưa ăn cơm với Quân lần nào, đúng không Quân? Vâng ạ. Lần này thì mới ăn bữa đầu tiên, thì hôm nay sẽ
ăn với em Quân với lại bà luôn. Ngày hôm nay thì ở nhà thì hay ăn thức ăn gì? Ăn rau. Rau à? Thế cá ông nọ anh mua cho thì cũng hết chưa? Hết rồi. Hết rồi à? Rồi. Có muốn ăn cá thêm không để mua thêm cá? Có. Có à? Thế ở nhà thì thời gian này thì Nguyên ăn rau thôi à? Ừ. Cái chỗ này là cái chỗ mà em hay để thái thức ăn ở đây à? Ừ. Rau cải này cô bác này, vừa rồi thì em Quân với lại bạn Hiểu có đi ra nhà bác để à? Vâng. Ngủ đi rau cải. Cái thêm bát nhá. Vâng. Còn thì sẽ để đây một chút á. Còn cơm thì em Quân đang cắm nồi cơm điện rồi thì sẽ không phải là nấu. Không phải là nấu bằng bếp củi đâu các bác ạ. Canh ấy được chưa? Được rồi. Được rồi đúng không? Ừ. Bây giờ thì nước chảo lên đó. Xào là ăn cơm rồi. Đây là rau cải đúng không? Ừ. Thế mấy hôm nay thì ở nhà toàn ăn rau cải thôi à? Vâng ạ. Sau đó thì cháu Lực cũng mua cá lên cho em Quân rồi. Nhưng mà trong thời gian này gạt nước thì cũng hết rồi. Chắc có khi lại mua thêm cá cho các em. Cá thì có thể là để được lâu và ăn được lâu hơn cô bác. Bác thì mình ok. Đố phải nhớ làm sao khởi nó một khởi. Cái khu vực này là cái chỗ mà nấu cơm hàng ngày của em Quân với lại ông bà nữa. Hôm nay thì bé Hiếu là ăn cơm ở lớp cả cả ngày đúng không? Dạ. Trưa là bé Hiếu ăn cơm ở trường rồi. Dạ. Em Quân thì bây giờ cũng lớn rồi cô bác. Thực ra là mọi cái em cũng biết nấu cơm rồi. Thì cháu Lực chỉ có phụ được em chút nào thì cháu Lực sẽ phụ thôi. Em hầu như là em ấy tự nấu nhiều. Có một lắc nền nữa. Cúp tờ khoản xin chẳng nào. Bây giờ thì thức ăn thì cũng đã chín rồi các bác. Hôm nay thì sẽ có thêm một chút thịt nữa. Cái thịt này thì vừa rồi cháu Lực mua xuống ấy, chỉ có xào một nửa thôi. Còn một nửa thì sẽ để tối nay em Quân em ấy xào lại. Cái thời tiết nóng đáng như này thì chỉ có là pha với muối một chút. Thành ra là mới giữ được thịt lâu hơn. Màu cục nước này phải tốt tầm á. Ừ. Ở nhà Quân thì bây giờ cũng có nồi cơm điện đấy bác. Thành ra là nấu cơm thì cũng rất là tiện thôi. Chỉ cần cắm cơm thôi cũng đã. Cậu mời ơn bác bảo. Bà đi đâu rồi? Bà đi lấy ớt ạ. Thế còn bây giờ thì éo chỉ biết làm khoa. Thế còn bây giờ thì chắc là cháu được cùng ông bà với em Quân là để ăn cơm thôi cô bác. Và xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng bốn ông cháu để ăn cơm ạ. Con mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị cùng con ăn cơm ạ. Chứ không ạ, phò cùng. Được rồi.
chú tôi là phát thần. Quân chú à? Anh Quân thì lớn lên rồi tự gắp đi. Dạ. Anh chỉ gắp cho ông bà thôi. Dạ. Hôm nay thì sẽ gồm có đố với lại canh rau cải cộng thêm một chút thịt nữa. Vừa rồi. Mấy hôm nay thì toàn ăn rau thôi à? Vâng ạ. Thế thì ăn này, bảo gắp thịt cho ông bà ăn nhiều vào đi nhá. Vâng. Gắp thịt cho ông bà nhá. Em cũng ăn vào nhiều vào đi nhá. Vâng ạ. Cũng là phòng chỉ lâu hả? Ừ, chỉ lâu. Vừa rồi thì cháu Lực có bảo ông bà là ăn nhiều lên và ăn mạnh lên thì mới có sức được. Người bà thì hầu như gọi là nuốt chửng thôi cô bác. Bà thì không còn răng nữa rồi nhỉ? Vâng. Để phần thịt là tối nay thì có thể là làm thịt đâm nhá. Vâng. Có vẻ là thời tiết hôm nay khá là nắng đấy cô bác ạ. Nắng nhưng mà vẫn kèm theo có những cơn gió của mùa thu ấy. Thế vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng em Quân với lại ông bà ăn cơm xong rồi các bác này. Bây giờ thì trời cũng khá là nắng rồi, chắc là cháu Lực sẽ cũng sẽ duy trì là đi về nhà đâu các bác. Chiều nay thì lại đi vác rơm à? Vâng. Đó. Hôm nay thì cũng là bữa đầu tiên mà ăn cơm với em Quân các bác. Thực sự là rất là ngon các bác khi mà đã ăn cơm với em Quân với lại ông bà một bữa. Bữa cơm này không phải là bữa cơm để ăn để no đâu, còn là bữa cơm nó gọi là cái tình cảm mà mấy ông cháu dành cho nhau qua những cái bữa cơm đấy các bác. Và cháu Lực cũng nhìn nhận ra là ông bà hôm nay có vẻ như là rất là vui này. Đấy, còn cái còn dư ấy thì là sẽ để làm tối để băm nhá, để băm cho ông bà nhá. Vâng. Rồi. Đây bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển là đi về thôi cô bác ạ. Hôm nay thì xuống đây với em Quân thì thứ nhất là cái thước phim mà cháu Lực đăng tải lên đấy cô bác, cháu Lực quay cái sổ ngân hàng ấy thì đã bị xóa đi rồi. Và hôm nay thì cháu Lực xuống lại là để chia sẻ một chút thông tin về cái phần về cái sổ ngân hàng đã. Rồi và thêm một phần nữa là cũng chỉ là đi xuống thăm em Quân với lại ông bà xem là ai có bị ốm đau gì không. Và rất là may, rất là mừng khi mà ông bà vẫn còn khỏe với em Quân, không có cái gì chuyện gì mà đáng nguy hiểm xảy ra với em Quân cả cô bác. Đấy, bây giờ thì cháu Đức cũng sẽ hẹn em Quân là đến ngày kia ấy, thì mấy anh em sẽ đi vào bên xá để giả cái phần khoản ngân hàng cho em Quân trước tiên đấy cô bác. Đấy, rất là cảm ơn các ông bạc bà, cô chú anh chị và Mạnh Thường Quân trong mọi người nước đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em và tin tưởng bạn em cô bác nhé.
Hay bây giờ thì thôi, thì anh cũng về đi nhá. Vâng. Thôi anh chào Quân nhá. Vâng. Rồi chào anh về nhá. Vâng. Quân chào các ông các bà đi. Vâng. Chúc Quân xin kính chào tất cả các ông bà của chú anh chị ạ. Và bây giờ ở cái quãng đường mà di chuyển đi về thì cháu Lực cũng đi cái cung đường cũ được cô bác ạ. Thì cháu Lực sẽ không có cái hình thêm nữa cô bác. Có khi là cháu Lực cũng xin được tạm dừng cái thức phim này ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị.